hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách ráp một cái miếu lót của cái dép và vào cái đế. Thì lót cái móc cái đế này thì chúng ta gồm có, mình sử dụng sợi dùng 1mm và kim móc. Mình dùng kim móc số 1 này để móc. Thì khi mà móc đáp hai cái miếng lót và cái đế dày vào như thế này thì chúng ta sẽ móc từng cái, móc miếng lót riêng và móc cái đế riêng. Thì sau đó thì chúng ta sẽ ráp cái đế và miếng lót lại với nhau. Thì trước tiên mình sẽ móc cái miếng lót trước nha. Cái vùng này nè, bắt đầu phải mũi bằng cái vùng này, thì khi mà chúng ta giấu sợi thì nó sẽ bị không có thấy. Cái sợi này chúng ta đỡ vào chính giữa này, chúng ta giấu luôn. Mỗi cái ô như thế này, mỗi cái lỗ như thế này thì các bạn đi cho mình hai mũi móc đơn. Riêng cái phần ở vùng mũi này, ngay cái vị trí góc cua này á, thì chúng ta sẽ đi 3 mũi móc đơn cho nó tạo mũi đều ra. Và giữa hai cái góc này, mũi này với mũi này, thì các bạn hai cái mũi này các bạn đi cho mình ba mũi móc đơn để cho nó tản mũi ra, cho nó đẹp cái đế. Thì cứ như vậy các bạn đi cho mình đến hết cái phần đế nha, hết cái phần miếng lót.
phút. Mình khóa mất không cái phòng miếu lót kia nha các bạn. Các bạn cũng đi mỗi ô cho mình, móc cho mình hai mũi móc đơn. Bây giờ mình sẽ móc luôn, mình cứ ở trên cái miếng lót này. Thường nó sẽ ít cái mũi hơn ở dưới cái vùng đế. Thì mình sẽ giống từ trên miếng lót xuống. Mình giống thẳng từ trên miếng lót, ví dụ từ cái mũi này mình giống xuống cái mũi này, nó thẳng kim. Thì mình sẽ móc một mũi móc đơn vào trong cái vùng đó, từ trên này giống xuống. Thì các bạn để cái phần mặt đế này nè quay vào hướng người của mình, để khi móc lên á thì cái phần mũi đơn này nó sẽ ôm vào cái vùng đế này luôn, nó sẽ không có bị bằng cái đôi dép này, nó không có làm cho đôi dép mình bị xấu. Rồi. Ở vùng cái điểm nối này thì mình sẽ đặt cái sợi dây xuống dưới cái giữa cái đế và miếng lót, chúng ta giấu sợi đi. Khi mà các bạn móc giống từ trên xuống, từ ở trên cái miếng lót này xuống dưới cái đế, có nhiều khi ở dưới cái đế nó nhiều mũi hơn thì các bạn có thể bỏ qua một mũi ở vùng đó. Để mình đi, tí nữa sẽ có cái chỗ nào nó dư mũi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đó.
dụ như bây giờ cái mũi này, bạn thấy ạ, ví dụ như bây giờ cái mũi này nó nằm ở giữa hai cái mũi ở dưới cái miếng đế, cái miếng đế, thì bây giờ các bạn bảo qua cái mũi ở dưới này cho mình đi, còn móc qua cái mũi này đó, thì chúng ta gọi là bảo mũi, để cho nó đều với nhau á. Thì từ cái mũi này các bạn giống xuống cái này, các bạn đi cho mình. Tí nữa nếu mà có cái mũi trường hợp vậy thì các bạn bảo qua một mũi. Đây, như cái trường hợp này thì mình sẽ bảo qua cái mũi ở trên cái miếng lót thì nó có chỉ một mũi, nhưng mà ở dưới miếng lót thì mình ra có một hai mũi, thì các bạn bảo qua cái mũi này, móc vào cái mũi kế bên cho mình nha. Tương tự như vậy, các bạn móc cho mình đến cái điểm nối như này nha. Sau khi mình móc đến cái điểm cuối cùng như thế này, đây là điểm cuối cùng của mình, thì mình sẽ cắt sợi, mình nối sợi và mình cắt sợi, thì chúng ta sẽ được một cái đế dép như thế này. Thì bây giờ các bạn chỉ cần móc theo cái kiểu, bạn muốn móc cái kiểu nào thì các bạn móc thôi. Thì các bạn xem xong video, các bạn nhớ đăng ký vào nút, ấn vào nút đăng ký, và sau khi ấn nút đăng ký thì nó sẽ hiện lên một cái chuông, các bạn ấn vào cái chuông đó. Thì khi ấn vào cái chuông đó thì khi mà mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé, chúc các bạn thành công.